Đinh Quang Thanh kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Minh Thắng, là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours, có văn phòng tại miền Nam California. Chào anh Trần Minh Thắng. Chào anh Thái và xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đề nghị anh Trần Minh Thắng nói về Paris của nước Pháp. Câu hỏi ngay, tại sao người ta gọi là kinh thành ánh sáng? Kinh thành ánh sáng, có lẽ nước Paris là một cái thủ đô mà vừa có ánh sáng thật, tức là ban đêm rất là gọi là nổi bật với những ánh đèn điện về ban đêm, nhưng đồng thời có lẽ nước Pháp là một cái đất nước mà cả Âu Châu ngưỡng mộ về cái văn hóa của họ, nhất là sau cuộc cách mạng nhân quyền và dân quyền đó, năm 1789 đó, thì phá cái ngục tù Bastille, thì chúng ta biết là nước Pháp đã gọi là vang danh khắp nơi trên thế giới, và đó có lẽ là một cái kinh đô mà lớn nhất của nước Pháp. Hồi còn bé, khi mà tôi nghe nói là về kinh thành ánh sáng thì tôi cứ ngớ ngẩn, tôi cho rằng chỉ có nước Pháp có đèn điện thôi, còn Washington DC hay là Berlin của nước Đức thì cứ tối mò mò. Nhưng mà nói về nước Pháp thì chúng ta phải có một chương trình dài vài năm, bởi vì có nhiều thứ rất quá. Là nhiều chuyện để chúng ta phải nhưng mà nói. Tôi hỏi Pháp. Anh thế này này, khi rất nhiều người mà khi họ đến Pháp đó, họ có một cái thú, họ bảo họ được ngắm cái Khải Hoàn Môn, tức là cái Arc de Triomphe. Cái chữ Khải Hoàn Môn nó nghĩa là gì, mà nó có cái lịch sử gì đặc biệt không? Khải Hoàn Môn là một cái nơi trốn mà tôi nghĩ là cái biểu tượng lớn nhất của nước Pháp nói chung và của Paris nói riêng. Khải Hoàn Môn thì được xây dựng dưới cái thời của Napoleon Hoàng đế. Và có lẽ ông ta để xây cái này để mừng những cái chiến thắng của Napoleon vang dội ở Âu Châu vào cái thế kỷ thứ 18, 19. Và như anh Thái biết đó, là vào cái thời điểm đó thì nước Pháp là gần như là Napoleon muốn làm cái Liên Hiệp Âu Châu bây giờ đó. Thế tuy nhiên ông đã thất bại. Nhưng mà trước đó thì những chiến thắng đó thì người ta đã xây một cái Khải Hoàn Môn để mà đón những đoàn quân chiến thắng về. Và đặc biệt đó là chung quanh cái Khải Hoàn Môn đó, đố anh Thái có biết bao nhiêu đường chung quanh để nối liền cái Khải Hoàn Môn lại với nhau? Chịu, không biết được. Nó có tất cả là 12 đường. Và 12 con đường đại lộ đó, nó biểu tượng cho 12 trận đánh nổi tiếng của Napoleon, đã chiến thắng của Napoleon. Và đó là lý do tại sao Khải Hoàn Môn được dựng ở ngay gần trung tâm thủ đô của Paris. Và chung quanh nó giống như con bạch tuộc, có tất cả 12 cái đại lộ xuyên qua. Nhưng mà đặc biệt nhất, mà có lẽ chúng ta đến Paris, chúng ta đến Khải Hoàn Môn, thứ nhất là chúng ta được chiêm ngưỡng cái đại lộ Champs-Élysées. Champs-Élysées là nối liền với cái Khải Hoàn Môn với cái, một cái quảng trường là Concorde. Và đặc biệt là nếu mà anh Thái có dịp đến Paris, tôi không hiểu anh có đến Paris nhiều lần, tôi đoán là anh đến Paris nhiều lần, có bao giờ anh lên trên đỉnh của Khải Hoàn Môn chưa? Được chưa? Đó. Thành ra chúng ta lên trên cái đỉnh của Khải Hoàn Môn, đó cũng là một cái view rất là đẹp, để chúng ta nhìn toàn cảnh phía dưới chân của Khải Hoàn Môn. Chúng ta có thể nhìn thẳng con đường đại lộ Champs-Élysées đi suốt từ Khải Hoàn Môn cho đến quảng trường Concorde. Và con đường dài 2 cái số đó mình thấy thẳng tắp, và đó cũng là nơi mà hàng năm mỗi lần lễ quốc khánh của nước Pháp thì người ta làm cái lễ duyệt binh đó, đi suốt từ Champs-Élysées cho đến quảng trường Concorde. Có lẽ cần quảng trường Concorde là nơi bắt đầu và chấm dứt là ở Khải Hoàn Môn. Napoleon chỉ nói về sự vinh quang của mình mà không nói về sự tủi nhục, không thấy có một cái quảng trường nào để diễn tả như là trong cái bản nhạc 1812 của Tchaikovsky đó. Là khi mà Nga đánh bại quân Pháp, phải không? Nhưng mà ai chiến thắng không thể chiến bại. Không thể chiến bại. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về sự chiến bại của Napoleon sau. Nhân nói về Khải Hoàn Môn, tức là Arc de Triomphe, thì có cái ngôi mộ của Napoleon ở Paris không? Thực ra Napoleon ông mất thì ở một cái hải đảo khác. Thế tuy nhiên khi mà về sau này thì người ta đã đưa ông trở về lại ngay từ thủ đô của Paris. Và ông không nằm ở Khải Hoàn Môn mà ông nằm ở ngay chỗ Invalide. Và tức là ở rất là gần cái quảng trường Concorde. Thưa anh, nói về Champs-Élysées đó thì đó là một cái con đường mà theo chỗ tôi hiểu đó là rất nhiều shopping hàng hóa, những cái loại mà đắt tiền nhất thế giới đều tập trung ở đó hết. Nó không phải chỉ có vấn đề shopping không, mà nó là một cái văn hóa, mà nó là một cái lịch sử, một cái người Pháp rất là tự hào, người Paris rất tự hào về cái đại lộ Champs-Élysées. Và họ rất là tự hào về Khải Hoàn Môn. Và có lẽ con đường này là một con đường rất là nổi tiếng trên thế giới. Mà nói đến nước Paris chẳng hạn, thì ai chưa đến Champs-Élysées thì thật là nhà quê. Tại vì trên con đường đó, nó ngoài những cái chuyện mà chúng ta có thể nhìn những cái chuyện shopping, hàng hiệu. Bây giờ họ vừa mới làm xong một cái building rất là lớn. Trên đó họ bán cái gọi là một cái building của cái hàng hiệu Louis Vuitton chẳng hạn. Thí dụ anh Thái đến là anh có thể mua vài cái anh tặng cho bà xã, thí dụ như vậy. Thì anh thử biết coi cái building đó rất là đẹp và nó nằm rất là gần Khải Hoàn Môn.
Nhưng mà đồng thời á, ở trên đó là những con đường đó thì có những cái quán cà phê, chúng ta có thể ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê, ngồi nhìn thiên hạ đi qua lại thôi. Nhưng mà cái đó là một cái sinh hoạt sầm uất, một cái văn hóa đặc biệt của Paris. Và trên đó thì anh Thái có dịp đi Las Vegas lần nào chưa? Dạ có. Anh có dịp xem Lido de Paris chưa? Dạ có. Đó. Thực sự cái Lido de Paris nằm ngay Champs-Élysées. Thành ra chúng ta có đến được cái khu đại lộ này, chúng ta có thể làm một cái đi quay show Lido de Paris. Dĩ nhiên ngay cá nhân tôi cũng chưa vào Lido de Paris ở Paris. Thế tuy nhiên thì đây là một trong những cái show rất là nổi tiếng. Thế tuy nhiên nó nổi tiếng về hai cách. Có lẽ nghệ thuật nó đã hay là một chuyện, nhưng mà nổi tiếng về đất đỏ. Thế anh lúc nãy nói là người nào mà chưa đi ở quảng trường hay là cái đại lộ Champs-Élysées vào những cái khu shopping ấy, thật là nhà quê đó. Tôi muốn dịch cái tiếng Anh là very countryside, phải không? Nhưng mà thưa anh, tôi đố anh, cái này tôi đố lại nhé. Có một cái bài hát tả về Paris hay lắm. La vie en rose. J'ai de l'amour. Paris est mon pays. J'ai de l'amour. Xin lỗi quý vị, chúng tôi nổi hứng lên hát chơi. Nói về nước Pháp thì nó có một ngọn đồi hình như là Montmartre phải không? Gần Paris đó là có ngọn đồi cao, nó gọi là Montmartre. Thế tuy nhiên thì đây là một cái ngọn đồi nó tên của một cái khu vực mà trong đó có một ngôi nhà thờ Thánh Tâm rất nổi tiếng, nằm trên đỉnh đồi cao. Và nếu chúng ta có dịp đến cái khu Montmartre, đến trên cái đỉnh ngọn đồi này, chúng ta nhìn nguyên cái view của thành phố Paris ở dưới chân đồi. Và đặc biệt nếu quý vị nào có dịp đi lên trên tháp Eiffel, và chúng ta lên được khoảng cái tầng thứ hai của tháp Eiffel thôi, hoặc chúng ta có thể đi lên cái đỉnh của đà Khải Hoàn Môn, chúng ta đều có dịp nhìn cái Montmartre. Tại vì ngọn đồi nó nằm khá xa, nhưng mà đứng ở trên một cái đỉnh cao, chúng ta nhìn thấy cái trồi hẳn lên và ngôi nhà thờ Thánh Tâm sừng sững ở trên cái nền trời, có đó đặc biệt của khu Montmartre. Thế tuy nhiên thì cái Montmartre đối với cá nhân tôi thì cái kiến trúc của nhà thờ 150 năm tuổi đó là Thánh Tâm đó, thì là một trong cái kiến trúc, và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy qua cái hình ảnh của cái ngọn đồi, cái nhà thờ Thánh Giuse ở bên Montreal đó, nó cũng cả copy theo cái lối cái ngọn đồi Montmartre. Nhưng mà cái Montmartre nó ngoài ra nó là một cái khu vực mà quy tụ những người họa sĩ, những người nghệ nhân, thành ra đến đó chúng ta có thể ngồi đó để cho những người họa nhân vẽ cái hình chân dung của mình, hoặc chúng ta đến đó để mua những tranh ảnh, hoặc những người nghệ nhân họ vẽ từ tất cả mọi nơi, họ đem về đó họ bán. Và đó là một khu vực quy tụ những cái người cái art, cái nghệ thuật của Paris, thành ra ở đó cũng là một trong những cái nơi mà chúng ta có thể đến du ngoạn và thưởng ngoạn cái nét nghệ thuật của Paris ở đó. Chúng tôi sẽ trở lại ngay chương trình với anh Trần Nguyên Thắng là Thế Giới Trong Tầm Tay sau ít phút thông tin thương mại. Thưa anh Thắng, nói về Notre Dame à Paris, tức là nhà thờ Đức Bà, là một cái tựa đề của một cái cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Victor Hugo. Anh có thể tả về đặc biệt cái hình của nhà thờ Đức Bà đó, cái đầu tiên mà chúng ta có thể cảm thấy là rất là hấp dẫn mình là ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà có một cái miếng đồng vàng, và miếng đồng đó là cái trung tâm chính của thủ đô Paris, coi như là cây số zero. Tất cả ở đó thì người ta tính cái bán kính hay đường kính gì đó của cái thủ đô Paris từ đó trở đi. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói trước khi nói đến nhà thờ Đức Bà đó, thì một cái tượng, anh Thái có để ý một cái tượng của một ông đại đế được dựng ngay trước cửa của nhà thờ Đức Bà. Thường thường du khách đến tôi thấy ít khi để ý đó, nhưng ông đó là Charlemagne, và đó là vị hoàng đế đầu tiên của nước Pháp, của Âu Châu nói chung đó. Thì Charlemagne là một vị hoàng đế đã được Đức Giáo Hoàng gọi là ban cho cái vương miện. Ở nước ở Âu Châu chỉ có hai vị hoàng đế được cái đội vương miện thôi, đó là ông Charlemagne và thứ hai là ông Napoleon. Thì chúng ta thấy là đây là một trong những vị đã từng có công và lập ra nước Pháp ngày xưa nữa. Nhưng sau đó thì chúng ta nói đến nhà thờ Notre Dame. Cái nhà thờ Notre Dame này là một cái, cũng là một cái nghệ thuật kiến trúc của nước Pháp nói riêng. Và chúng ta đến vào trong cái khu vực này, chúng ta nhìn thấy một cái kiến trúc rất là tỉ mỉ. Từ cái lúc vào cái cổng nhà thờ, chúng ta thấy có ba cửa tất cả, và các chi tiết về các thánh tử đạo cũng như hình ảnh của Đức Mẹ hoặc là Chúa Giê-xu đã được gọi là điêu khắc, hoặc là làm những cái bức tượng rất là tỉ mỉ và rất là đẹp, rất là sống động. Và trong cái ngôi nhà thờ thì những cái kính màu đó
cái màu đó được làm bằng cái, qua những cái cửa sổ để mà ở ngoài, đó là khi mà ánh sáng chiếu thì chúng ta sẽ thấy màu sắc xuyên ở trong trong cái ngôi nhà thờ, và đặc biệt cái màu sắc nó làm cái hình ảnh và những cái không gian trong nhà thờ nó mang một cái tính chất trang nghiêm, và nó có những cái đẹp đẹp riêng của nó, đó là một nghệ thuật. Anh là người đi khắp thế giới và Paris chắc là anh đi vài trăm lần rồi. Cho tôi hỏi thăm anh câu này là anh có bao giờ anh tiêu phí, và xin lỗi, phải là tiêu phí, anh bỏ cả một ngày trời hoặc hai ngày trời, anh vào thăm điện Louvre và đặc biệt là xem cái bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci? Tôi đã có hân hạnh là có dịp đến và vào trong của cái ngôi viện bảo tàng Louvre để xem cái bức Mona Lisa mà anh vừa nói. Dĩ nhiên thì khi chưa vào thì chúng ta thấy khác, mà khi vào rồi chúng ta xem thì tùy theo cái cảm xúc và cái gì mà mình có mang cái ý nghĩ trong đầu mình ngày xưa đó. What do you think? Thì tôi thấy một nghệ thuật, thì tuy nhiên nó không có như là một cái hình ảnh lớn để chúng ta có thể hình dung đó là một cái bức tranh lớn, nhưng mà nó là một cái bức tranh dĩ nhiên của Leonardo da Vinci, đó là một thiên tài về hội họa thì mình không thể nói được quá đẹp, nhưng mà để mà hiểu hết thì có lẽ mất rất là thời gian. Đó là một nụ cười mà người ta không biết cười vì lý do gì, cười vì một nụ cười bí hiểm của Mona Lisa. Xin anh nói về cung điện Versailles hoặc là nói về Louis XIV, tức là cái cung điện hoàng gia của ông Louis thứ 14. Nói đến Paris thì phải mà tránh nói về lâu đài Versailles thì đó là một thiếu sót quá lớn. Đó là ngôi lâu đài mà tôi cho là lớn nhất và đẹp nhất ở Âu Châu. Chúng ta có vào bên trong của cái lâu đài, chúng ta đến cái khu vực Versailles và chúng ta tìm hiểu nó. Và chúng ta, dù bây giờ chúng ta đến nơi, chúng ta chỉ được đi du ngoạn một ít phòng thôi. Chúng ta không được đi hết tất cả hai bên, hoặc là đi vào trong tất cả những cái phòng mà chúng ta muốn xem. Đặc biệt nữa là ngôi vườn ở trong khu vực lâu đài Versailles, đó là một khu vườn tuyệt đẹp. Nhưng mà bây giờ thì về vấn đề tài chính, thì vào vườn cũng phải trả tiền. Ở trong cái lâu đài Versailles bây giờ anh muốn xem cái gì, anh đều phải trả tiền riêng cả. Thành ra nó khác ngày xưa nhiều lắm. Mình đứng xa xa mình dùng cũng nhòm nữa, khoảng mất tốn tiền. Thì đứng xa xa mình nhìn được. Thế tuy nhiên muốn đến đây nơi, muốn đi một cái xe tram nhỏ nhỏ để chở đi một vòng vườn thì phải trả tiền hết. Tiền vườn riêng và tiền xe tram riêng. Rất là tốn kém. Thế tuy nhiên thì đó là một cái kỹ nghệ du lịch, thành ra thay đổi tất cả theo thời gian. Và tài chính cũng là một trong những cái vấn đề mà có lẽ nước Pháp cũng cần thiết cho vấn đề du lịch. Thành thử chúng ta bây giờ đến Paris, đến khắp nơi, ở đâu cũng phải trả tiền vé hết. Thì nói đặc biệt đến cái lâu đài Versailles. Cái lâu đài Versailles ngoài cái kiến trúc lớn và những cái gọi là cái đồ sộ của một cái kiến trúc nữa. Và khi mà tôi vào trong thì cái gọi là cái Home of Mirror, đó là một trong những cái khu đại sảnh mà của ông Louis XIV ông xây dựng cho nó, thì cái khu vực đó rất là đẹp. Và chúng ta có thể đứng ở đó, chúng ta nhìn thẳng ra khu vườn, và chung quanh nó được gắn rất là nhiều mirror, và đối diện là những cái hình ảnh, những cái pho tượng, những cái chiến thắng hoặc là những cái kỳ tích của ông Louis XIV. Như anh Thái biết, ông Louis XIV là ông vua không có cao lắm. Thành thử khi mà ông đứng với những người Pháp khác thì ông ấy cũng có chắc ông hơi mặc cảm. Ông là họ với ông Napoleon đấy. Nhưng mà thành ra ông đi một đôi giày khá cao, thì là đó là những cái hình ảnh rất là đặc biệt khi chúng ta vào trong cái lâu đài Versailles. Ngoài ra thì những cái cách trang trí, những cái kiến trúc đều làm cho chúng ta có thể nhìn thấy được một cái sự vĩ đại của một ngôi lâu đài tại Paris. Tôi định nghĩ thế này, nước Pháp đã có không biết bao nhiêu năm rồi, du khách Âu Châu mà qua Mỹ đấy, đi đến được ngôi nhà thờ cổ của Mỹ chẳng hạn. Các hướng dẫn viên Mỹ bảo, nhà thờ này xây 200 năm rồi. Người Pháp họ gãi đầu, họ bảo, cùng gạch cho chúng tôi ở Paris cũng có nhiều khi 700 năm rồi. Nghe nói về nước Pháp phải nói vài năm mới hết. Chúng ta còn hơn một phút thôi. Chuyến sắp tới của anh đi đâu? Chuyến chúng tôi sắp sửa đi qua Đông Âu. Có nghĩa chúng tôi đến thăm Ba Lan, Hungary, Croatia, Slovenia, Áo và Đức và Cộng hòa Tiệp. Nhưng mà chúng tôi phải chịu khó đọc thêm tài liệu. Thành thử trong tương lai thêm một vài chương trình chúng tôi sẽ có dịp nói về Đông Âu. Và đó là cũng như nơi mà dĩ nhiên cái cổ kính không bằng những cái vĩ đại như nước Pháp hoặc là London. Thế tuy nhiên mỗi đất nước đều có một những cái nét đặc biệt riêng của nó. 30 giây còn lại, nếu mà muốn liên lạc với ông Trần Nguyên Thắng, AT&T Travel and Tours, để mà hỏi thêm về những cái tour mà anh sẽ hướng dẫn thì liên lạc như thế nào? Thưa quý khán giả, 714-841-2868.
714-841-2868. Chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trường Minh Thắng là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours có trụ sở tại miền Nam California. Tuần này đến đây chấm dứt. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả.